đến những mẫu biệt thự mang phong cách Nhật Bản trong những năm gần đây đang được ưa chuộng trong kiến trúc nhà ở nước ta hiện nay. Chọn lọc những vẻ đẹp nổi trội đã cho ra đời những sản phẩm phù hợp với khí hậu thời tiết của nước ta. Và hôm nay Tân Á xin mời các bạn cùng chiêm ngưỡng mẫu nhà 2 tầng mái Nhật được Tân Á thiết kế cho gia đình anh Dũng tại Ninh Bình. Bạn sẽ khá thích thú khi ngắm nhìn căn biệt thự 2 tầng mái Nhật của gia đình anh Dũng bởi nét kiến trúc đặc trưng của nước bạn Nhật. Với sự ưa thích gần gũi với thiên nhiên, cho nên người Nhật luôn ưu tiên sử dụng cửa kính để kết nối không gian thiên nhiên với bên trong ngôi nhà. Hệ thống đèn LED được bố trí xung quanh mái và cột nhà để tạo nên sự lung linh huyền ảo hơn và vào ban đêm cho căn nhà của gia đình anh Dũng. Thân cột được nhấn nhá bằng chi tiết sơn xám ở giữa. Chân cột và chân tường được ốp đá màu ghi xám, có tác dụng chống rêu mốc, bảo vệ phần móng một cách tốt hơn. Bên cạnh đó là hệ tiểu cảnh nhỏ được bố trí phía trước nhà để tạo không gian gần gũi với thiên nhiên. Để tạo sự thông gió, ánh sáng, nguồn năng lượng của tự nhiên được tốt hơn, các kiến trúc sư đã bố trí sử dụng hệ thống cửa sổ bằng nhôm sinh pha kết hợp với kính cường lực, đem lại hiệu quả thẩm mỹ cao và bền đẹp theo thời gian. Ngôi nhà là sự kết hợp hài hòa về màu sắc và đường nét, các kiểu dáng kiến trúc đơn giản, trau chuốt và tinh tế. Mẫu biệt thự 2 tầng này thiên về sử dụng các màu trung tính, đó là màu trắng kết hợp với màu xanh than của hệ mái Nhật và màu ghi của gạch thẻ. Tất cả tạo nên một phông nền đơn giản, tạo cuộc sống gần gũi và giản dị, thân thương. Xung quanh ngôi nhà là những tiểu cảnh cây xanh tạo không gian sống hài hòa và gần gũi với thiên nhiên. Với diện tích là 9,9 x 15,4 m, căn nhà của gia đình anh Dũng được bố trí tầng 1 gồm một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp công ăn và một nhà vệ sinh. Lên tới mặt bằng kiến trúc tầng 2 thì được bố trí một không gian phòng thờ, một phòng sinh hoạt chung, 3 phòng ngủ, 2 khu vực vệ sinh và một sân giặt phơi. Các bạn vừa tham khảo xong mẫu nhà 2 tầng hiện đại được Tân Á thiết kế cho gia đình anh Dũng tại Hoa Lư, Ninh Bình. Hy vọng thông qua mẫu nhà này các bạn sẽ có thêm một gợi ý cho tổ ấm trong tương lai của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.